bản quyền video này thuộc về thầy bá vi nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý từ thầy bá vi bật mí bảy dấu hiệu chàng đã nghiện bạn để tính chuyện lâu dài bạn thực sự yêu đối phương và muốn tính chuyện lâu dài tuy nhiên bạn băn khoăn không biết đối phương có vùng suy nghĩ liệu anh ấy có thực sự nghiện bạn để cùng nhau gắn kết để giải đáp những băn khoăn này Hãy tham khảo 7 dấu hiệu chàng đã nghiện bạn được bật mí dưới đây. 1. Chàng luôn nói nhớ bạn và muốn gặp. Một trong những dấu hiệu chàng đã nghiện bạn là luôn nói nhớ và muốn gặp. Anh ấy luôn nhắn tin cho bạn mỗi lúc rảnh và gọi điện qua các ứng dụng để có thể nhìn thấy bạn, những lời ngọt ngào và mùi mẫn thể hiện tình yêu và nỗi nhớ sâu đậm. Khi bạn thấy những hành động này thì đó chính là dấu hiệu chàng nhớ bạn phát điên. Sự nhớ nhung chính là gia vị của tình yêu. nỗi nhớ càng lớn thì tình yêu càng sâu đậm, do đó, nếu muốn thử xem chàng đã nghiện bạn chưa hãy xem chàng nhớ bạn bao nhiêu. Nếu chàng luôn hời hợt trong việc nhắn tin quan tâm, hỏi han mỗi ngày thì chứng tỏ bạn không phải là mối quan tâm hàng đầu của họ. Hai. Chàng luôn dắt bạn đi cùng trong mỗi cuộc tụ họp bạn bè. Một trong những dấu hiệu chàng nghiện bạn là dắt bạn đi cùng trong mỗi cuộc tụ họp của bạn bè, điều này cho thấy họ luôn tự hào khi được đi cùng bạn. Đồng thời, họ cũng muốn giới thiệu bạn với những người xung quanh. Khi ở trạng thái này, bạn hoàn toàn có thể tính những bước đi xa hơn, nếu yêu nhau lâu, bạn và chàng có thể tính đến chuyện kết hôn. Ngược lại, nếu chàng luôn giấu bạn khỏi những cuộc gặp gỡ với bạn bè, người thân thì hãy xem xét lại mối quan hệ. Bởi rất có thể, chàng đang có người khác và cuộc tình với bạn chỉ là vụn trộm. Ba, Chàng muốn có con với bạn. Một trong bảy dấu hiệu chàng muốn quen bạn lâu dài chính là mong muốn có con cùng nhau. Con cái chính là sợi dây kết nối bền vững nhất cho một mối quan hệ vì vậy khi đề cập đến chuyện có con đồng nghĩa với việc chàng nghiêm túc với mối quan hệ này đồng thời đây cũng là dấu hiệu chàng mê mẩn bạn bởi đàn ông chỉ thực sự muốn có con khi họ gặp đúng người ngoài việc đề cập trực tiếp dấu hiệu chàng muốn có con với bạn thể hiện qua một số hành động thân mật chàng muốn cả hai sống chung và nghiêm túc trong chuyện phòng the hay một số hành động như khi chàng cứ hôn bạn mãi nếu hai bạn yêu nhau lâu nhưng chàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn và có con thì cần phải suy nghĩ lại, bởi rất có thể chàng không thích bị ràng buộc và chỉ mong muốn được yêu đương tự do. Tuổi xuân của con gái là có hạn, bạn đừng phung phí cho người không xứng đáng. 4. Chàng tôn trọng mọi quyết định của bạn, dấu hiệu đàn ông yêu bạn ngay từ lần đầu là luôn tôn trọng quyết định của bạn họ sẵn sàng chờ đợi và cho bạn thời gian để suy nghĩ kỹ trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương ngay cả trong quá trình yêu họ cũng luôn lắng nghe mọi suy nghĩ của bạn thay vì áp đặt từ một phía trong tình yêu cần phải có sự lắng nghe và thấu hiểu khi đó tình yêu sẽ bền lâu ngược lại nếu tình yêu là sự áp đặt sẽ chỉ có sự cãi vã và đau khổ là phụ nữ khi yêu bạn cần tỉnh táo nếu bạn lụy tình phụ thuộc hết vào đối phương sẽ rất khổ, bởi tâm lý của đàn ông không thích những phụ nữ quá bi lụy. Về lâu dài, họ sẽ cảm thấy chán và đi tìm những đối tượng khác. 5. Chàng quan tâm, chăm sóc bạn cẩn thận, dấu hiệu bạn là duy nhất của chàng được thể hiện qua sự quan tâm và chăm sóc. Nếu chàng luôn dành thời gian quan tâm đến mọi việc trong đời sống của bạn từ ăn uống, học hành, làm việc, thì bạn nên tính chuyện lâu dài bởi dấu hiệu này cho thấy bạn là mối quan tâm hàng đầu của chàng, ở đời chúng ta mong cầu gì hơn một người luôn dịu dàng, chăm sóc ta. Trong cuộc thực tế, bạn đừng theo đuổi những thứ xa vời, đừng lãng mạn hóa mọi thứ, bởi mọi sự lãng mạn, mật ngọt chỉ là tạm thời thay vào đó hãy trân trọng người quan tâm ta bằng những hành động thực tế. 6. Chàng luôn muốn hôn bạn Khi chàng cứ hôn bạn mãi cũng là dấu hiệu chàng đã nghiện bạn. Bởi hôn là hành động của sự yêu thương và trân trọng, đồng thời hành động này cho thấy tình yêu của chàng dành cho bạn rất lớn. Nếu bạn muốn ổn định hoàn toàn có thể cùng chàng tính chuyện trăm năm. Nếu bạn và chàng đang yêu nhưng ít khi thể hiện sự thân mật thì cần phải có những điều chỉnh. Bởi trong tình yêu thiếu đi sự thân mật thì không khác biệt với tình đồng chí, bạn bè. 7. Chàng lập kế hoạch tương lai cùng nhau khi chàng lập kế hoạch cùng nhau là một trong dấu hiệu chàng đã nghiện bạn. Bởi chỉ khi thật sự yêu và trân trọng, đàn ông mới tính đến chuyện tương lai cùng đối phương. Nếu đối phương chỉ yêu và không nói về tương lai thì rất có thể họ chỉ coi bạn là phương án tạm thời. Khi tìm được người tốt hơn, họ sẽ bỏ bạn. Trong trường hợp này, bạn cần tìm tuyệt chiêu khiến chàng nghiện bạn. Một trong số đó là sử dụng bùa yêu thầy Bá Vi. 8 dùng bùa yêu thầy bá vi để chàng nghiện bạn thì tốt nhất tìm tới thầy bá vi để được giúp đỡ bùa yêu của thầy bá vi sẽ khiến anh ấy yêu thương và chiều chuộng bạn dù đã chia tay cũng sẽ quay về bên bạn đã qua kiểm chứng thực tế khi giúp đỡ nhiều chị em giữ được người đàn ông của mình bên cạnh chung thủy đồng thời bùa của thầy bá vi hoàn toàn lành tính nên bạn yên tâm để dùng chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy bá vi giúp con lên mạng tìm hiểu thầy thầy làm bùa, nên con muốn thầy bá vi giúp con làm bùa để giữ chàng mãi bên con. Con với chàng yêu nhau và lấy nhau cũng được 15 năm, có bé gái 6 tuổi, vợ chồng cũng có lúc cãi nhau nhưng cũng chưa bao giờ ly dị hay bỏ đi. Đợt này có tí chuyện nhỏ vợ chồng lời qua tiếng lại, rồi anh bỏ vào Đồng Nai. Con tưởng anh đi tuần 2 tuần là anh về nhưng anh vào đó chưa đầy một tuần thì nghe lời mẹ với em gái ở trong đó mở tiệm cắt tóc không về nữa. Con cũng nhịn xin lỗi để chàng quay về, nhưng anh quyết không về và đòi ký đơn ly hôn. Hai mẹ con con xin thầy Bá Phi làm bùa cho chàng quay về sớm với gia đình A. Kết luận, để chàng yêu thương bạn mãi thì liên hệ ngay thầy Bá Phi để được giúp cách tốt nhất mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy bá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy bá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé nếu thấy video này hữu ích anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé Với thầy Bá Vi anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba nhắn tin qua số điện thoại ứng dụng Viber hoặc chín 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá Vi. 4. Liên hệ qua mail của mươi 255 gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.